Căn nhà nhỏ này là nơi sinh sống của vợ chồng anh Đặng Văn Nghĩa và chị Trần Lan Hương tại thôn Đức Hoa, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Mặc dù cuộc sống không phải quá dư giả và cũng đang phải ngừng việc vì đại dịch COVID-19, thế nhưng mới đây, cặp vợ chồng này đã quyết định dành hơn 2 tỷ đồng để mua thiết bị y tế tặng cho ngành y tế tỉnh Quảng Bình phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Hệ thống y tế và mọi thứ ở Quảng Bình cũng thiếu thốn, nên là vợ chồng mình thì cũng còn đóng góp một phần nào đó để cho cái công cuộc chống dịch nó tốt hơn. Vợ chồng mình đưa đi đến quyết định này thì chắc chắn là mọi người sẽ nghĩ là vợ chồng mình là điên rồ, rồi anh em họ hàng bạn bè là sẽ nghĩ là làm màu rồi này kia. Nhưng mà thật ra với số tiền đó, nếu như mình bỏ vào cái kia mình để mình hỗ trợ tỉnh thì nó ý nghĩa hơn. Hai nữa thì trong cuộc sống nếu mà giúp tiền bạc thì cũng biết bao nhiêu cho đủ. Tụi em có thể dành cái số tiền đó để trả nợ ngân hàng, vì tụi em đang nợ ngân hàng. Hoặc là để xây lại cái nhà của mình. Nhưng mà tụi em nghĩ rằng tại thời điểm này thì cái mạng sống của những cái người bà con đồng bào của mình là quan trọng hơn. Số tiền vợ chồng anh Nghĩa dùng để mua thiết bị y tế tặng cho ngành y tế tỉnh Quảng Bình được trích ra từ số tiền bán mảnh đất mà anh chị dành dụm mua được vào năm 2019. Không phải bây giờ mà cách đây hơn một năm, vợ chồng anh Nghĩa cũng đã có ý định khi bán đất sẽ trích một phần để làm từ thiện.